Nhật ký con rồi nay mô 13 tàng trình chủ đề là phức tạp năng lượng để phức tạp phức ngôn ngữ là cố gắng phức tạp năng lượng phát tham cố gắng tư vùng là cổ cảnh để hốt nóng nữ để hốt ngôi nữ cổ như tôi rằng để hốt ngôi nữ nói là cố gắng dòng dòng nổi là cô phát tâm tốt nhất khi chúng ta cô không cô giống nổi phát tâm nên mỗi này mỗi người không thể nhé để hiểu mỗi người không thể nhé hiểu nên khóc mỗi nữ là cô khăn nhưng mà chúng ta có thể phức tạp nên chúng ta có thể học tư vấn chúng ta có thể học cao chúng ta có thể học giọng nói với phát âm tốt nhất nên khi chúng ta nói cao khi chúng ta nói câu chuyện nên nhồi dùng các cơ thể hiểu học tập ngồi nữ là cố gắng tư vấn câu đối chuyện câu chuyện viết đọc đọc sách đọc tư vấn đọc đọc cao viết viết tư viết cao viết chuyên khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ bồi nhồi cùng giúp nhồi nên chúng ta có thể trò chuyện nhưng mà phúc ngồi nưu là cố gắng nhưng mà phúc ngồi nước là cố gắng AI có thể trước chúng ta phúc ngồi nước AI có thể trước chúng ta học tập ngôn ngữ AI có thể tìm phương pháp khác phương pháp để học tập ngôn ngữ tốt nhất
Nhạc phim chọn ngồi ngồi mô miếng thà thân mạnh về nỗi người tệ phước khắc phước nỗi người là vô thân cuộc sống khắp phân phố hàng nữa những làm việc bạn tôi rằng hai cội của người bạn là chưa phán thiệt về vùng và hương nướng từ và phát triển năng lực giao tiếp chống quả giống nói là con dưỡng cân nhắc về tay chiến bằng tăng mồi nuôi điều cổ mô con dưỡng luyến và không thể dễ dàng như nhau đối diện với khó khăn và thử thách chúng ta có thể cầm tay vì ngăn chỗ nhưng điều quan trọng là không bao giờ là phúc và có thể tìm kiếm sự hỗ trợ, phục hồi và phát triển khi ta đã đảm bảo việc nhồi dưỡng bản thân chứ là việc mất thể chất hay tinh thần như đồ sẽ mang lại như lợi ích thì chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống cần thiết các đối diện và phát triển một cách sống nhìn có năng lực và phải vững của những chỗ mà những vui nỗ lực và sự kiên trì mọi thứ đều có thể thay đổi trong mọi hành trình những khó khăn không phải là dài khăn mà cả bài học quý chị ạ để ta chung tận hãy nhộn ở trong như cuộc sống của bác và đến đạo chúng ta luôn có thể tìm cách phục hồi phát triển và làm tốt hơn điều quan trọng là phải chịu tăng bị giác quan và tiếp tức cố gắng ý chí của như vậy chúng ta mới thức thử đất tức những điều lớn lao trong